thuộc vào 30 cái, ai thắng thì sẽ được 3 điểm cộng. Trò chơi có tên là Jumping Correct Words. Now, are you ready? Yes or no? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng thì nói là yes, I am. Nói đi, are you ready? Yes, I am. Rồi, Jumping Correct Words. Now, reading, jump, nhảy, singing, nhảy cao lên nha, hai jump, dancing, watching TV, writing. Rồi bây giờ cô thám sĩ chỉ bất kỳ nha, lại nè, reading, nhảy nhanh lên nha. Rồi bây giờ vô thiệt nè, dancing, reading, listening to music, writing. Trúc không nhảy, bước xuống. Writing, reading, watching TV, dancing. Bạn Nghi nhé một lần nữa nó xuống nha. Rồi bây giờ một người được nhé hai lần. Listening to music, writing. Quế Trần có nhé không? Nhé một lần nữa nó xuống nha. Quế Trần với lại Lam mỗi người nhé một lần rồi Nghi nữa. À bây giờ ai nhé là xuống nha. Nhiệm chưa nhé lần này đúng không? Reading, watching TV, dancing, singing, dancing, singing, watching TV, reading. Rồi nhé lần hai. Rồi bây giờ ai nhé là thua nha. Dancing, reading, watching TV, singing, watching TV, reading, dancing, singing, reading. Rồi nghiệm nghiệm xuống. reading là bạn Quế Trăng, bạn nghiệm nhảy sai. Watching TV, dancing, reading, writing, watching TV, singing, writing, reading, singing, dancing, dancing, reading, watching TV. Rồi hai bạn này là người chiến thắng nha, mỗi bạn sẽ được 3 cộng. Rồi các bạn kia, hình phạt đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Rồi đủ rồi các bạn. Love you. Cô Thám sẽ lựa ra hai bạn thắng và hai bạn thua nha. Trò chơi này có tên là Jumping Word. When I say the word, you listen carefully and you jump. If you jump right, cộng 3, thuộc vào 20. Rồi bây giờ nè, play chess, jump, play football. Rồi thăm chỉ nha, play chess, không nhảy là thua đó. Rồi đây là play chess, play football. Rồi Nghi out. Play football, play basketball. Rồi ao luôn. Con làm play chess mà sao con đứng lên, con nhảy lên là play. Rồi con hai bạn nha, try your best. Play chess, play football, play basketball, play volleyball.
Lay vô lay một. Lay vô một. Lay test. Lay vô lay một. Lay bắt kịp một. Lay vô một. Lay bắt kịp một. Lay vô lay một. Lay đếm nhìn thần. Lay lấy bát tiền một, lấy vô lấy một, cần cần cái nhảy không? Có. Rồi vậy là ba bạn thua một thắng, phải không nào? Là nhiều thắng, vậy là nhiều đi tôi biết nè. Rồi bây giờ cô mời ba bạn lên dòng. One, two, three, four, five, six, seven, eight. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, còn nữa, hai cái nữa, 19, 19, rồi ok. Từ chờ chút. Đó. Second round, đây là vòng 2, các bạn cố lên nha. Trò chơi có tên là Jumpin. Now listen carefully. Singing, dancing, writing, reading. Rồi, try your best, try your work. Hãy cố gắng nhớ từ của mình nha. Rồi, còn hâm đọc nè, chính xác nè. Listen, listen. Reading, singing, writing, reading, singing, singing. Đứa này nhảy con trăng nhảy phải không? Rồi, trăng thua xuống. Singing là nhà hát, mà sao bạn trăng nhảy là dancing sao? Dancing, singing. Nhé. Yeah. Dancing, reading. Rồi bạn này xuống đi. Con á, con nhé hai lần rồi. Ai là nhé hai lần là xuống nha. Writing, reading, dancing, singing, reading. Perfect. Listening, singing, dancing, dancing, singing, writing, singing, reading, reading, singing, dancing, singing. Wow, ghê vậy. Không thua luôn hả? Bây giờ có thấm đọc hai lượt nữa, mẹ không thua thì hai bạn sẽ là người chiến thắng nha. Writing, dancing, reading, singing, dancing, writing, reading, singing. Rồi ok. Two people is the winner. Hai bạn là người chiến thắng. Rồi hai bạn đi hiệp 2 cũng vẫn còn thua. Rồi lên phạt cho cô này. Go to the ball and action. Rồi 20. Đếm đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Rồi đủ rồi đó.